Chào mừng mọi người đến với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Minh Điền, chợ lớn nhất Việt Nam. Chợ nằm ở đường Quảng Trọng Linh, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Welcome to Minh Điền Market. Qua các loại hải sản tươi và ngon thì mọi người hãy vào nhà lòng web. Đây có đầy đủ các mặt hàng thủy hải sản. Bây giờ chúng ta cùng xâm nhập vào nhà lòng ép xem ở đây người ta bán cái gì, giá cả thế nào. Rồi, đây là mặt hàng bên giữa của ông bán nha mọi người. Chả cá nàng hai nha. Chả thác lát cơm á. Thì giá của nó thì nếu mà giá sỉ 10kg đổ lên là nó 150. Còn mua lẻ là 155.000 nha mọi người. Lúc này cái giá này. Anh xin kính chào tất cả bà con quay lại kênh của anh nha. Hôm nay anh dẫn mọi người đi chợ anh like với anh nữa nè. Nay mực đẹp nó làm như nó bị ít rồi, một số xấu không à. Có mực bầu này thì đẹp, mực bầu này là giống cái dạng con mực nang nha mọi người. Ủa con bầu này là nhiêu vậy anh? Con bầu nhiêu vậy? Nước mắt 60 rồi hả? Dễ vậy, 80 cũng lớn. Nhỏ. Mấy con nhỏ ở trên luôn. Ừ. 80.000. Còn sống á. Thấy nó đẹp, quá trời đẹp luôn. Nó còn mini luôn. Có 80 thì hủ tiếu sẽ không nổi rồi. Thôi 75.000 anh đi. Không nổi. Nó xài 50-60 rồi. Quay cái sọt nó nhỏ. Kiếm mà nhỏ nhỏ cho nó. Rồi, ok. Còn con mực bây giờ cái này là anh đi vợ chợ, lúc này anh đi vợ mới một giờ hả, vợ chợ một vòng xem cái đơn hàng của khách hàng hôm nay đặt như 4-5 món mình có hay không mình mới quay lại mình mua. Để nhiều khi mua món này rồi hồi mấy món kia không có, đặt có 4 món thì được có 2 món thì mua cũng không được, rồi không giao cũng không được, mà để lợi cũng không được luôn, để lợi ăn thấy bà luôn. Giao thì 4 món mà có 2 món rồi. Mực lá trung bình thì nhiều, lá trung bình đẹp giá đồ nhiều. Mực xấu quá. Nó đổi màu. Rồi tới chương trình gương mặt thân quen đi. Nó qua gian hàng chị bé có bông lau lớn hay không đây. Bông lau lớn, bông lau nhỏ, người ăn lớn, người ăn nhỏ. Ơ, chị bé ơi, có bông lau lớn không? 3 đổ lại, không có 4-5kg à? Nhỏ nhất có... Mà để xíu rồi, để đi vòng coi có đủ hàng hay không đã. Ủa, bông lau lớn này giá nhiêu ạ? 3kg nhiêu? 3kg 120 rồi, 1kg mấy? Ký mấy 101 rồi, ký gửi. Ký gửi 101 đúng không? Có ký gửi luôn phải không? Chim nhiêu luôn? Nhiêu? 120 hả? Nhỏ 115 hả? Nhỏ 115, nhỏ là con nửa ký này, nửa ký 6 lạng. Lớn là 7-8 lạng. Trời ơi, cá chẽm ngồi bán buồn vậy anh cá chẽm. Rồi xong đi qua con mực mọi người ơi. Đi vòng qua. Phan để em đi vòng coi. Coi đủ đồ hay không mới mua được. Trời ơi, mực bầu. Mực bầu này xấu hơn xíu nè. Giá nó sẽ rẻ hơn. Trường hợp của nấy. Trời mọi người, có ai sợ con lịch không? Quay con lịch cho mọi người coi nha. Con lịch ở chợ Bình Điền. Có mua mà không mua là đây quay là nhận vô đây luôn á. Nhận vô được không? Nhận vô được, nhận tôi vô luôn đi. Ô, cái này con lịch, lịch này thiên nhiên. Lịch này là lịch câu á, Cà Mau. Nè, lịch có lớn, nó nhỏ có một lưng á. Bác cái này thiệt chạch chứ. Bác Di này. Ủa lịch nó đóng vô vậy hả ta? Nó không. Ở Cà Mau đóng lên vậy luôn hả? Có bơm oxy gì không? Bơm oxy hả?
Để vậy thôi hả? Lịch này đóng ngon vậy ta. Ngon chết. Lịch này thì chỗ này lịch lớn ít quá. Lớn nó cũng 7-8 con ký mà giá nó khoảng 180. Nhỏ thì nó dao động từ 120. Nhỏ nhất là như nhỏ nhất giá nhiêu? Chính xác rồi. Nhỏ nhất 120. Ừ. Rồi, ok. Thôi đi gian hàng khác đây. Quậy phá gian hàng của chị bé quá trời rồi. Thị trường cá biển nay nhiều quá mọi người ơi. Nhiều mà, nhưng mà chỉ có một vài mặt hàng xuất sắc thôi, còn nhiều là hàng trung bình. Cá ngừ thì lúc này ngừ đẹp nha. Ngừ bò đẹp lắm. Trời, có cá ngừ bò với cái gì đẹp ta. Cá nục, cái vật má rồi thì không có đẹp không. Thôi, qua con mực. Trời, con tôm lúc này con tôm mắc lắm nha mọi người ơi. Tôm thẻ nè. Tôm thẻ bắt đầu nó mắc lại rồi. Rồi, con mực đây qua gian hàng của chị bé trước, có mực sống hay không? Đó là giữa chị bé mực lá sống nhiều lắm. Đây, mực lá, cái đầu mực nang lum hết. Đầu mực nang lớn. Quê cho mọi người xem vui chứ đầu mực nang lớn. Không có nhận mua. Chất lượng nó không biết nó làm sao nên nó không có nhận. Lá sống lớn không? Lá sống thì hôm nay giá nó có 250 thôi, nay biết nhiêu. Ủa đâu chị bé? Lớn là nào lớn hả? Đâu? Chào hàng coi. Được mấy con trời? Giá nhiêu hả? Giá cũ là nhiêu? Năm mấy? Nay 24 hả? Hai mươi bốn ngày hôm qua đâu có mua đâu, đừng hiểu lầm. 6-7 con là cỡ nào chị bé? Cái này là bao nhiêu? Trời, nhỏ mà nó sống luôn nè. Bạn này không biết kiếm cái giá rẻ hay là cần một lá nhỏ mà mua lá nhỏ 6-7 con. Có gì này 190 dữ à? Biết rồi mà bán 190 mắc lắm á. Trời ơi. Thôi về khỏi bớt đi. Bớt 10 ngàn bớt thôi, tự nhiên bớt 5 ngàn. Rồi bạn mua. Ở ngoài đây nhiêu chị? Ngoài đó cái này nha, cái ngoài đó lớn hơn, nhưng mà lấy trong giá luôn 85 ngàn. Thôi. Ngắm thiệt chứ. Đây cho gỗ đi. Mua cho cái khách hàng này mua có mấy ký vậy? Còn bán tầm 200 ngàn, bán anh có 85 ngàn. Trời, sao kỳ vậy? Thôi bán bằng giá đi. Bán bằng giá người ta đi. Ừ. Bằng giá người ta đi chứ để bán rẻ quá vậy. Em nó đủ rồi, bán mua 3 kg rồi. Đủ rồi, đủ rồi, để dư nhiều quá không được. Ta mua có 2 kg trời. Rồi ok, một lá lớn bữa nay có 240 mọi người ơi. Hôm qua chắc chỉ bán 240, hôm qua không có mua. Trời ơi, có nào bị dụ không? Chắc được 1-2 con lớn này quá. Rồi, mua cho anh này ở quận 12 nè. Quá mịn nè. Quan trọng bây giờ anh này thì ăn dễ. Không quan trọng là lớn hay nhỏ, chỉ cần đẹp thôi. Mấy con lá sống là rất là thích. Mấy con lá sống này ở chợ lẻ, ít ai mà đem về bán. Để họ lựa có lớn nữa không? Không có lớn lấy nhỏ à, dễ, chủ yếu là ngon. Nhiều khi con mực lá lớn quá nó cũng không có ngon. Lớn quá nó không ngon sao lấy. Mà khi con nhỏ thì nó ngon thì mình lấy con nhỏ. Con lớn nha, nhìn thấy nó đẹp mắt. Ăn nhiều khi một số con ăn nó bị dai. Quá trời ngon mọi người ơi. Quá xa đã. Ít nè bé ơi. Có 5 kg rồi ông ơi, đủ rồi. 1, 2, 3. Mà ký mấy vậy? Mấy con lớn nữa chứ. Này chứ. Này. Nhỏ quá. Rồi xong.
nước biển này lạnh thế. Rồi ok, giờ thấy chỉ có con mực ống này, mực lá này đẹp thế, chứ mực ống nó cũng không có đẹp nữa mọi người ơi. Ống toàn là ống Phú Quốc không nè. Phú Quốc thì nó hơi đỏ đỏ mình. Thì nó cũng dày và nó cũng ngon. Ok đó, bỏ chắc đủ chưa ta? Vô hạ thử luôn chị bé ơi, 5kg mấy cũng được, đừng nhiều quá. Để thiếu mất công. Nè mực Phú Quốc trung bình không. Rồi xong cái phần con mực. Đi chợ online với mọi người luôn nè, đi trực tiếp luôn. Mới chắc ăn phải làm một cái kênh nữa quá, cái kênh đi online vậy quá, rồi cái kênh trực tiếp mua hàng đi cho dễ. Chỗ này có mực nang nữa, nang con ký luôn. Không có dài. Mực nang này ít có lắm, tại quay cho mọi người xem chứ nhiều khi mai kia mua cũng không có nữa. Có con nửa ký 6 lạng luôn, nhỏ cũng có luôn, mua đủ thứ hết. Rồi nay mua con mực nhỏ cho khách hàng loại 5-6 con, mực lá 5-6 con là 185, rồi mực lá lớn là 240 nha, giá quá trời rẻ luôn. Ống thì ống Phú Quốc không, hàng trung bình không chứ không có hàng VIP, không có hàng ống sống, lá thì có lá sống mà ống không có ống sống. Rồi, rồi về mực nang, cái này về con mực nang, nó hơi bị đỏ, mấy cái này thì anh ít nhận mua, cái này anh ít nhận mua. Lúc mới ban đầu ra thì anh nhận mua dè nè, mua đầu mực bự khổng lồ, đầu cái khoảng 3-4 lạng luôn. Bây giờ hết nhận rồi, giờ mua đầu nhỏ à. Đầu mua đầu nhỏ chứ không có dám mua đầu lớn. Trời ơi. Rồi chạy giờ này, trời ơi có con mó xanh, mó lai nè, đầu bự dữ trời, quá trời bự luôn, hàng này hàng hiếm nha. Coi cho mọi người xem vui chứ nó không biết nó làm gì ăn rồi. Làm gì ăn trời, không biết làm gì ăn rồi, nó không có mỗi ngày nên nó ít cái quảng cáo lắm. Rồi đi kiếm cái gì cho mọi người xem cho vui đi, đi qua cá bóp đi, lâu quá không mua cá bóp. Cá mó nè, cá mó lúc này trong chợ có mó tươi nhiều lắm, cá mó hay là lưỡi mèo là nó loại cá tươi nha. Khi mà chợ vắng đồ người ta mới ra cá đông. Cá đông nếu mà không biết á, thì mua cũng y chang cá tươi. Mực bữa nay quá trời mực luôn, mực này nhiều quá nè. Quá trời mực luôn. Quá trời mực, hàng chi giá nó có giá rẻ. Cái mực lá sống thường là anh thấy ăn mua nhiều mà giá nó hơi cao thôi. Bởi vì mua lựa kỹ, còn người ta mua xô không à, giá nó sẽ rẻ hơn anh. Mua cá bóp. Có cá bóp chừng 2 ký mấy không anh Năm? Cá bóp 2 ký mấy con? Mắc đỏ hả? Vậy giờ 3 ký mấy đi. Đâu? Nay giá nhiều vậy anh? Ba mấy giá nhiều à? Giá nhiều vậy? Sao bán rẻ vậy? Nay sao bán rẻ vậy? Không để giá như hổm 47-48 rồi. Rồi ok, cá bớt thì anh chỉ lựa vậy. Mang đỏ có nhiều khi được mắt trong, nhiều khi mắt nó không có được trong. Có 3 cái mấy đâu? 2 thùng luôn hả? Ừ. Mua, cố gắng lựa mắt trong nhất thôi chứ giờ sao giờ. Rồi em này được nè. Một em. Đó, cá bóp. Cá bóp thì rất là nhiều chỗ bán. Nên có một giá thì nó khác nhau nha. Có nhiều chỗ nó bán rẻ. Nói chung trong chợ này thì tiền nào của nấy. Ăn thì không có chỉ cho mọi người hết biết những cái mẹo vặt ở trong chợ được. Nhiều khi đủ thứ chuyện hết, ăn không có thể nói được nha, không có chỉ được. Ăn mua thì ăn mua chỉ lựa hàng tốt nhất thôi. Mọi người đi chợ thì mua sao thì hên xui nha. Giờ mẹo giặt nhiều, chỉ nhiều quá thì cũng không có tốt cho kênh của ăn. Công việc làm ăn ở ăn đây nữa. Rồi ok, thôi ăn kết thúc cái phần cá bóp. Thì ăn chỉ mua là cá bóp
gọi là lựa ngon nhất cho khách hàng, ăn nó không bị tanh, giá cả hợp lý nhất có thể. Rồi xong, mọi người mua cái bớt xong á thì kêu người ta đánh giải rồi nha. Có nhiều loại cá bớt nó rẻ nhưng mà nó ăn vị tanh, không biết đường chỉ cho mọi người được đâu, không có chỉ được, chỉ mấy người ta bán cá đó người ta bán không có được, cũng phản ánh phàn nàn nhiều nên ăn không có chỉ chi tiết nữa. Khi mà mua cá bớp á, mọi người kêu người ta cắt giùm luôn, người ta cắt khoanh giùm mình luôn á, đánh dãy rồi cắt, cắt khoanh giùm luôn, khoanh cỡ nào người ta đã cắt giùm mình luôn. Rồi cá nhỏ vậy là 145, thì cá lớn hơn nó sẽ trên lệch khoảng 7-8 ngàn một ký nha, 4 chứ mấy là khoảng 50 mấy đó. Chợ mọi người ơi, chợ mua đồng mực. Rồi đồng mực nè, mực nang tươi. Nhỏ nhỏ không vậy? Lớn á, mùa lớn á. Này lớn nhất rồi hả? Nhiều vậy anh? 24 rồi. Mở đầu tư ngon quá trời. Lấy cho em 2 ký. Có mở hàng chưa? Trăm 40 ngàn. Đầu trong chợ có một số chỗ người ta bán đồng mực đông lạnh. Đồng mực đông lạnh thì con mắt nó hơi đục, con mắt nó bị đục nha mọi người, bị nục con mắt mà cái trên đầu nó bây giờ có nhiều cái không nói được. Thì mọi người muốn mua hàng thì xem hàng kỹ xíu. Đồng này quá trời ngon luôn, giá 140 ngàn. Cái này phải nhiều cái một ký anh? 25, phải 25 cái một ký, giá 140. Nhỏ hơn thì nó sẽ rẻ hơn nữa. Rồi mua này có 2 ký à. Quay cho mọi người xem cái đầu mực, rồi có đèn mực cái là nó bị sọc. Trời ơi, có muốn quá trời đẹp luôn. Nơi mua cho khách hàng này à, là có mú thiên nhiên mà hên quá, có con mú thiên nhiên cho bạn luôn. 190 à? Trời ơi, phải không? Họ bảy đây, họ bảy giá nhiêu vậy? Ồ, con này cả chục ký rồi ta, 7-8 ký, mấy ký luôn, nhỏ luôn. Trời ơi, có cá lão luôn nè. Lão con này chừng ký mấy à. Lão này thì ăn béo lắm nè. Hàng này mua cá mè chan hoặc là cá lão hoặc là cá mú nè. Có bự nhiêu mới nhỏ nhiêu luôn. Cái loại cá mú thiên nhiên này thì anh không có thích không, vì không biết cái độ tươi nó như thế nào. 160 ngàn. Trả giá ghê không? Rồi bây giờ phải gọi khách hàng mới được quyết định sao con 10 mấy ký, coi nó tươi hay không đã hả. Gọi mú thiên nhiên này là mú dập đá, còn mú nghệ cũng là thiên nhiên mà hàng sống. Cái này ngon, cái này quá trời đẹp luôn. Cái bụng nó phình phình sao đó, không hiểu. Mình cá thì còn nhớ chứ lắm, mà mình cá nó rất là cứng mà nó cái bụng nó phì phì, không thích cái bụng nó phì phì. Cá này rồi ok. Rồi xong, bữa nay 160 ngàn nha mọi người ơi, ta trả 150 không có bán rồi. Bây giờ mình lấy giá đó mình mua luôn. Con này 10 mấy ký không. Rồi mua luôn cho khách hàng này, gọi mới được. Giờ này cũng 12 giờ mấy, 1 giờ mẹ nó rồi. Rồi tiếp tục đi chợ mọi người ơi. Ồ, nó có lòng tông rồi nè. Lòng tông nguyên con. Rồi cho mọi người xem vui thôi, chứ giờ không mua đồ người ta đứng quay không được. Cái này một cái bông lao nè, lòng tông nè, chả cá chắc ok rồi, mua luôn. Cắt đậu này nhiêu quá? 145 ngàn.
muốn luôn, một đồng cá đậu. Nguyên đậu là nhiêu chị giờ qua? Đậu này 115. 115. Lấy cho em 2 kg cắt đầu đi chị. Ừ, cái lồng tông cái này 145. Cái lồng nhỏ. Lồng tông này về coi tiêu tép mỡ nha mọi người. Hai ký. À, vậy kêu tép mỡ là hết sảy luôn. Này món ăn miền Tây. Con cá lồng tông thì tùy theo nha. Có người thích con ăn con nhỏ, người thích ăn con bự nha. Nhiều khi con bự nó xương lắm, nó xương không à. Nó còn nhỏ vậy là mình ăn xương luôn. Còn bự mà nhiều khi mình phải lừa xương nữa hoặc là nhai kỹ. Bây giờ người ta bán chỉ là ta để xô xô vậy thôi chứ ta không có đắt kia. Rồi con mỡ này cũng đẹp quá trời luôn, cơm sông nè. Ủa cơm là nhiêu vậy vừa qua? Cơm 90, 95 ngàn. 95 ngàn. Có lòng tông mới vô nước. Mới vô nước luôn hả vô qua? Rồi ok thôi giờ tính tiền lại nha. Tắt một đoạn nữa rồi. Quảng cáo đến cho mọi người món ăn dân dã miền Tây. Rồi ghé nhà hàng anh đi mọi người ơi, lâu quá không ghé qua anh đi. Có gì lạ lạ không anh? Ghẻ không hả? Ghẻ hôm nay mắc ghẻ anh. Ghẻ xanh nay nhiêu hả? 3.5 anh ơi. Ghẻ cái không trời? Có mất cái gì? Trời ơi, ghẻ 3.5 hả? Thôi ghẻ lúc này tua rồi. Nhỏ lắm mọi người. Ghẻ 2 đồng hả? Không còn tôi. Má được có 2, ghẻ đẹp luôn nè. Thôi cái này không mặn mồi với con ghẹ nó mắc quá. Có giá nó mắc thì em nói giá nó mắc chứ không phải nói anh bán mắc. Hãy người gì khùng quá, giá mắc đó nên từ từ đợi kia nào ghẻ hả mua. Bây giờ thôi đỏ mua đẻ ngon thôi. Em ừ thôi em mua. Bây giờ ta mua em có mua nữa. Ăn nó không ngon, thịt nó lạc lắm.